Kính bạch quý thầy, con có một số bạn cũng là Phật tử. Tuy nhiên vì lý tưởng tình yêu, các bạn con lại lấy chồng là người khác đạo. Bởi theo đạo Phật thì tình yêu không có biên giới của tôn giáo. Tuy nhiên các bạn con lại có quan niệm rằng trong một gia đình thờ hai đạo thì gia đình đó làm ăn sẽ không nên. Hoặc các bạn con sợ rằng sau khi chết, linh hồn của các bạn con sẽ bị xé tan bởi sự tranh chấp của hai tôn giáo. Xin quý thầy giải thích cho những điều nghi trên cho các bạn con là đúng hay sai. Và kính xin quý thầy cho con được biết, người theo đạo khác mà thích đi chùa, như vậy họ có nên đi hay không? Kính thưa đại chúng, trường hợp này ngay sau đây sẽ được Đại Đức Giảng Sư trình bày. Mời đại chúng lắng lòng nghe. Câu hỏi được đặt ra có mấy vấn đề. Khi mà dựng vợ gả chồng, nếu mà cùng tôn giáo thì đó là điều hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ một người là đạo Phật, một người là một tôn giáo khác, thì sống với nhau như thế nào? Và nếu như đạo ai nấy thờ, thì thờ hai tôn giáo trong một gia đình, làm ăn không nên làm ra, mai mốt về chết xuống linh hồn bị xé tan do sự danh dự của tôn giáo, phải không ạ? Thưa đại chúng, chúng ta mỗi người sống trong cuộc đời này thì có hai gia đình. Thứ nhất là gia đình huyết thống, và thứ hai là gia đình tâm linh. Gia đình huyết thống là thế nào? Là sự tiếp nối của cả một cái mạch sống của tiên tổ. Chúng ta có mặt ở đây là nhờ cha nhờ mẹ sinh ra, nuôi dưỡng, bảo bọc, giáo dưỡng thành người. Rồi cha mẹ từ đâu có? Ông bà nội, ông bà ngoại sinh ra. Rồi nội ngoại từ đâu có? Ông bà cố sinh ra. Rồi cố từ đâu ra? Ông bà cao sinh ra. Rồi ông bà cao từ đâu có? Ông tằng, rồi ông tổ, tổ nhiều đời của chúng ta. Cho nên sự có mặt của chúng ta cũng chính là sự có mặt của cha mẹ, của ông bà và của tiên tổ bao đời. Và chính tiên tổ bao đời đó là cái gốc rễ của chúng ta, gốc rễ của sự sống để chúng ta có được ngày hôm nay. Một gia đình thứ hai chúng ta đang sống, đó là chúng ta đang ngồi ở đây. Chúng ta được học hỏi giáo lý của Đức Phật, được đi trên con đường giải thoát. Chúng ta nhờ đâu? Chúng ta nhờ vị thầy bổn sư của mình, nhờ các vị giáo thọa sư, nhờ các vị giảng sư. Rồi các vị này từ đâu có? Cũng là đệ tử của các sư ông. Rồi các sư ông từ đâu có? Cũng qua nhiều đời, tổ tổ tương truyền từ đấng cha lành của chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên sự có mặt của chúng ta cũng chính là sự có mặt của thầy, của tổ và của chư vị Bồ Tát nhiều đời. Chúng ta phải duy trì, chúng ta phải giữ cái gốc rễ của mình, giữ cái gốc rễ của huyết thống và giữ gốc rễ của tâm linh, đó là Đức Phật, chư Bồ Tát và chư tiên tổ của chúng ta. Nếu ai mất gốc, người đó sẽ khổ đau. Một cái cây không thể sống nếu không có gốc rễ. Chúng ta có gốc rễ trong đời sống tâm linh của chúng ta, và chúng ta cũng có gốc rễ trong cái đời sống huyết thống của mình. Mình phải vun bồi gốc rễ của mình, nuôi dưỡng gốc rễ cũng chính là nuôi dưỡng cho chính ta, cho đời sống của chính ta. Nhưng bây giờ trường hợp được đặt ra, khi mà lớn lên mình có người yêu rồi, nếu mà người yêu mình cùng đạo Phật thì không sao. Nhưng mà người yêu mình là đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, thì phải làm như thế nào để cho có được hạnh phúc an lạc mà vẫn không tổn hại đến cái niềm tin? Ta biết rằng niềm tin, tín ngưỡng, đặc biệt là tôn giáo,
Đó là một cái niềm tin thiêng liêng và cao quý. Mỗi người tùy cái niềm tin của mình. Đó là quyền bất khả xâm phạm. Khi mình thương một người, mình yêu một người, thì thứ nhất là mình phải tôn trọng người đó. Tôn trọng cái gì? Tôn trọng sở thích của người yêu của mình, tôn trọng cá tính người yêu của mình, và hơn hết là tôn trọng cái niềm tin tôn giáo của người yêu mình, không nên gây tổn hại. Có thể khi mà yêu nhau á, thì quý vị biết rằng là quyền lực của trái tim nó sẽ mạnh hơn nhiều so với quyền lực của khối óc. Nhưng mà yêu nhau không phải một ngày hai ngày, mà là một ước hẹn chung sống với nhau cả cuộc đời. Mình phải nhìn thấy được điều đó. Đạo Phật không có khắt khe. Đạo Phật không có bảo là ai mà cưới đệ tử tôi là phải theo đạo của tôi, còn nếu mà không theo thì tôi không cho cưới. Đạo Phật không khắt khe. Bởi vì Đạo Phật ý thức được rằng là mỗi người có một gốc rễ về mặt tâm linh, cho nên phải tôn trọng. Chúng ta khi mà xây dựng gia đình thì cái cơ bản là phải tôn trọng cái niềm tin vào tôn giáo. Thứ hai là chúng ta phải hiểu nhau, hiểu được người yêu của mình, hiểu được tánh nết, hiểu được sở thích, hiểu được cái lối sống. Nếu yêu nhau mà không hiểu nhau thì chỉ gây khổ đau cho nhau, có phải không? Mình không hiểu được người yêu mình muốn gì, không hiểu được tánh tình của người yêu mình. Mình nói đằng A thì người yêu mình làm đằng B, bởi vì cái tính chất và con người như vậy. Mình phải hiểu, hiểu để rồi cảm thông, để rồi chia sẻ, để rồi tìm những cái mẫu số chung cho nhau. Còn nếu không hiểu nhau thì chỉ gây khổ đau cho nhau. Trong cái lĩnh vực niềm tin tôn giáo, đây là một cái nhạy cảm. Đạo Phật không ép buộc ai phải bỏ đạo khác để theo đạo của mình. Thế thì xây dựng hạnh phúc như thế nào trong trường hợp này? Có một số tôn giáo khác rất cực đoan. Cưới nhau thì phải bỏ đạo mới cho cưới con mình. Anh muốn lấy em thì anh muốn cưới em thì anh phải theo tôn giáo em. Đây là gọi là thách cưới. Và nếu như người yêu mình mà thách cưới như vậy thì mình phải coi lại. Không biết cái anh này anh yêu mình hay là anh đi lợi dụng hôn nhân để anh đi quy nạp tín đồ đây. Phải coi lại chỗ này. Tôn giáo là thiêng liêng, là cao cả, là gốc rễ của cội nguồn tâm linh mà. Nhưng nếu nói như vậy thì hai người khác tôn giáo có sống được với nhau không? Câu trả lời là được. Và sống như thế nào đây? À, hòa đồng tôn giáo. Nếu mình sống vì hạnh phúc gia đình, vì sự sum họp gia đình, và thứ hai, mình bên tháo bỏ cái nhìn nhận của mình cho rằng tôn giáo này mâu thuẫn với tôn giáo kia, tôn giáo này không hòa hợp với tôn giáo kia, đó là một cái nhìn nhận sai lầm. Mình hãy gạt bỏ cái mắt kiến sai lầm đó đi, mà mình thấy tôn giáo có một mẫu số chung là gì? Là xây dựng nếp sống đạo đức, nhân cách cho con người. Đó là điểm gặp nhau. Khi mà trên một con đường đi 100 cây số đầu tiên, tất cả các tôn giáo đều ở điểm xuất phát về đạo đức, về nhân phẩm, về hướng thiện, về nhân văn, văn hóa, vân vân. Nhưng mà đi xa lên 200 cây số, 300 cây số thì lúc đó bắt đầu có lối rẽ. Lối rẽ đó là gì? Là lý tưởng của mỗi tôn giáo khác nhau. Đây là con đường giải thoát giác ngộ, đây là con đường về với Thượng Đế, đây là con đường về với Thánh A-la. Cái lý tưởng giải thoát là bắt đầu tách biệt, nhưng điểm xuất phát, cái đạo làm người thì gần như là tương đồng. Thì mình chỉ cần gặp nhau ở cái chỗ đạo làm người là đủ rồi.
Như vậy mình sẽ sống như thế nào? Anh ơi, ngày mai Chủ nhật mình đi nhà thờ nha, được không? À được. Và em ơi, ngày mai là rằm rồi đó, em đi mua bông trái đi, để đi dâng cúng Phật, đi dự khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp. Vẫn được, vẫn được, không sao hết. Mình kỳ thị, mình đố kỵ, mình không chấp nhận nhau, mình sát phạt nhau. Như vậy là mình không có tinh thần hòa hợp. Và nhất là trong hôn nhân, hôn nhân là một hạnh phúc tương đối của cuộc đời. Còn cái lý tưởng của đạo á, là hạnh phúc không chỉ một đời, mà hạnh phúc nhiều đời, nhiều kiếp, cho đến cái kiếp cuối cùng của giác ngộ giải thoát. Mình lấy một cái hạnh phúc to lớn của cả một dòng sự sống nhiều đời nhiều kiếp mà mình đánh đổi với một cái hạnh phúc tương đối của vài chục năm thì mình cũng phải nên coi lại. Nhưng mà trong quan hệ của gia đình thì giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, học hỏi nhau, sinh hoạt học tập với nhau cũng là điều tốt. Hôm tháng trước thì tôi có nhận được nhiều cuộc điện thoại, kể cả viết thư nữa, của những linh mục, của những master, sau khi mà xem một số cái băng đĩa ở chùa Hoàn Pháp và phát hành, trong đó có những cái đĩa của chúng tôi phát, thì có một master có chia sẻ với tôi: thưa thầy, con là một nữ tu công giáo, nhưng con rất thích giáo lý của Đức Phật và con thường xuyên tìm tòi nghiên cứu giáo lý Đức Phật. Tôi hỏi: ủa, sơ là một nữ tu công giáo mà sơ coi những cái bài giảng của người khác đạo mà bề trên có thể chấp nhận được sao? Thì sơ nói: dạ không ạ, các cha và các cha bề trên chúng con cũng cho phép, và riêng bản thân con nghĩ rằng là học hỏi giáo lý của một tôn giáo cũng chính là khám phá thêm những điều mới lạ cho cuộc đời tu hành của mình. Một câu nói quá hay. Một ma sơ học giáo lý của Đức Phật và nói được một câu là học thêm một tôn giáo cũng là khám phá thêm những điều mới lạ để ứng dụng cho đời sống tu tập của người tu. Đó là tu sĩ chính hiệu. Cho nên trong cái quan hệ xã hội, trong quan hệ gia đình thì chúng ta thấy là bảo vệ hạnh phúc gia đình và vẫn duy trì cái nếp sống đạo thì đó là điều rất là quý. Bây giờ quý vị cứ hình dung đi, khi một người con gái về nhà chồng kêu bố chồng là gì? Thưa cha, phải không? Rồi gặp mẹ chồng kêu là gì? Là mẹ, là thưa mẹ. Cho nên ở nhà hiếu kính với cha với mẹ mình, về nhà chồng hiếu kính với cha chồng mẹ chồng, đó là người phụ nữ tuyệt vời rồi, hiếu kính số một rồi. Sẽ là một chuyện lạ nếu một người phụ nữ về nhà chồng hết mực hiếu kính với cha chồng mẹ chồng, sau đó quay về nhà mình gặp bố mình: ông Tám khỏe không? Bà Tám, mấy tháng này tôi đi lấy chồng nhà làm gì? Đâu có lý do gì mà chúng ta chấp nhận một người cha mới, một người mẹ mới, để rồi mình phủ nhận trắng đi cái người cha người mẹ của mình, có đúng không? Cho nên khi một người dựng vợ gả chồng có cha có mẹ của mình và có một người cha người mẹ của chồng nữa, cha nào cũng là cha, mẹ nào cũng là mẹ, đó là một người con có hiếu. Tự nhiên mình về nhà chồng mình phủi đi cái gốc cái rễ của mình, đó là điều không nên, không nên. Cha mình vẫn là cha mình và cha chồng vẫn là cha chồng, mình còn phải vun bồi cái gốc rễ hơn nữa thì như vậy hạnh phúc mới vững bền. Khi một cái cây này có gốc có rễ thì cái cây này cũng phải có gốc có rễ. Mình cắt cái cây này, mình làm cho mất gốc đi, để sống chung mà bảo là hạnh phúc là điều đó hơi khó. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là nói một chiều, nói cực đoan. Có những cái cây nó thích nghi với cuộc sống mới thì nó vẫn có được gốc, nó vẫn có được rễ. Như là cây mía, như là khoai mì, quý vị thấy không? Các khúc khúc ghim xuống mà chăm sóc cho tốt thì nó vẫn là có kết quả, có hoa, có trái.
Cho nên với những người khác đạo mà đến với đạo Phật, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi giáo lý Đức Phật là một điều Đức Phật luôn luôn hoan hỷ, là một điều những người tu rất là hoan hỷ. Giống như một vị sơ mà hồi nãy chúng tôi nói đó, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi thêm một giáo lý là có thêm những cái điều mới lạ cho đời sống tu tập của mình. Còn vấn đề mà quý vị đặt ra đó, nếu mà hai tôn giáo mà thờ trong một gia đình đó, thì nó sẽ bị xé tan linh hồn. Cái này tôi nghe hơi mới, không biết là xé tan như thế nào. Chúng ta là Phật tử, mình học Phật rồi, mình hiểu rồi, ai quyết định cho số phận của mình? Mình đi về bóng tối hay là mình hướng về ánh sáng? Mình quyết định cho đường đi của mình, không ai can thiệp cả. Đường đi của mình nó sẽ tùy thuộc vào những cái hành động, những cái lời nói và những cái suy nghĩ trong lúc mình đang sống. Mình làm thiện hay mình làm ác đây? Hôm nay mình niệm Phật, ngày mai mình tụng kinh, ngày mốt mình làm từ thiện, ngày kia mình bố thí, phóng sanh, cúng dường, thì con đường mình phía trước của mình rất sáng sủa. Còn hôm nay mình chửi, ngày mai mình bới, ngày mốt mình làm điều ác, ngày kia mình hành động xấu, thì mình đi về con đường đen tối là quá sức rõ ràng. Hành động tạo tác nghiệp thiện hay ác của mình sẽ quyết định sau khi thân hoại mệnh chung mình đi về đâu. Không có một đấng nào, không có một tôn giáo nào giành giật. Tôn giáo này cầm tay bên phải, tôn giáo kia cầm tay bên trái, giành nhau xé tan chúng ta ra. Không có điều đó xảy ra. Mà nghiệp lực của mỗi người tự quyết định cho con đường đi của người đó ở kiếp sau. Thành thử quý vị hãy nhớ, quý vị hãy tu tập cho thật tinh tấn, nỗ lực niệm Phật, hành trì bái sám và làm những việc thiện, thì chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp trong cuộc sống ở ngày mai. Và nếu như chúng ta thờ các vị thánh, thờ các đức Phật, thì các ngài luôn luôn gia hộ cho chúng ta, chứ không ai xé chúng ta đâu.